Tôi chào các bạn, quay trở lại video tò mò của mình. Hôm nay chúng ta tò mò bức tranh về một cô gái đang đứng tạo dáng nha các bạn. Và bây giờ hãy cùng mình đi tò mò. Đầu tiên thì mình sẽ đi tô mái tóc của cô gái nha các bạn. Mái tóc của cô gái thì mình sẽ tô màu vàng. Tiếp theo thì mình sẽ đi tô màu trên vòng cổ nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ tô màu chiếc áo bên ngoài.
Tiếp theo thì mình xây tôm màu dây cuốc nha các bạn. Và trên tay mình đây là bức tranh về cô gái đang tạo dáng, mình đã tô màu xong rồi nha các bạn. Các bạn đừng quên đăng ký kênh và ủng hộ cho mình nha. Xin chào và hẹn mọi người với video tiếp theo của mình.